Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, danh Chúa. Khi ấy nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy hai anh em ở là Simon cũng gọi là Phêrô và amre em ông cả hai đang thả lưới dưới biển vì hai ông là ngư phủ người bảo hai ông rằng các ngươi hãy theo ta ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta lập tức hai ông bỏ lưới đó mà đi theo người đi xa hơn một đội người lại thấy hai anh em khác là jacob con ông Zebedee và joan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là ZBD. Người cũng gọi hai ông lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Chúa kỳ Chúa. Anh chị em thân mến Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Andre tông đồ. Thánh Andre sinh tại Bethsaida miền Galilea. Ngài là anh em với ông Thánh Phe-rô. cả hai anh em đều làm nghề đánh cá. Khi gặp Chúa bên bờ hồ Genesarét, cả hai đã nghe Chúa gọi bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Trong Tin Mừng nhất Lãm Andre được nhắc tới một lần với Phêrô Jacob và Gioan khi các ông hỏi Chúa về ngày mà đền thờ Jerusalem bị phá hủy. Trong phúc âm Thánh Gioan, Andre là người được nhắc tới trong phép là hóa bánh ra nhiều để nuôi năm ngàn người ăn. Một số người Hy Lạp đến với Philippe để họ xin gặp Chúa Giêsu. Philippe đã chuyển lời cầu xin này của họ đến cho Andre. Andre đưa đến với Chúa. Sau những tường thuật phúc âm trên, người ta không biết gì về Andre nữa và có tương truyền kể rằng khi Chúa về trời thì thánh nhân đã loan báo tin mừng ở vùng biển đen và Hy Lạp rồi chịu tử đạo tại đây bằng khổ hình tập giá hình chữ X. Cho nên trong các ảnh vẽ về thánh Andre từ xưa để lại, ngài có cầm cây thánh giá hình chữ X. Ngài không chịu không để treo mình như Chúa Giêsu, nhưng để treo mình như một người nằm trong tư thế đầy đau khổ. Chuyện đời của Thánh An Rê gặp Chúa Giêsu như một cuộc tình cờ. Ngài đi ngang bờ hồ và gặp An Rê, gọi An Rê và đẹp biết bao khi những con người đã có công ăn việc làm đang làm việc chung với nhau mà sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp của chúa và rồi từng người chúng ta cũng nhận ra chúng ta cũng mải mê làm một việc gì đấy trong cuộc đời và giữa những cái vất vả kiếm sống này của đời thường chúa cũng gọi chúng ta anh hãy theo tôi chị hãy theo tôi con hãy theo tôi đây là một lời mời dành cho mọi người Kitô hữu ơn gọi Kitô hữu khởi đi từ tiếng gọi của Chúa Giêsu ngày mời chúng ta đi theo ngài chứ không phải theo một cái lý tưởng trần thế nào cả không phải theo một dự án hấp dẫn nào cả tôi sẽ làm cho anh trở thành ngư phủ đi trải lưới người ta cho nên cuộc đời tông đồ của chúng ta là đem đến cho chúa những con người chúa không đòi chúng ta tất cả phải sống đời tu cũng không đòi chúng ta tất cả phải bỏ mọi sự gia tài của cải trần gian bỏ hết để đi theo chúa với hai bàn tay chẳng việc hội thánh việc giáo sứ việc tông đồ cần chúng ta chúng ta như người đánh cá amre chúng ta đi theo chúa và chúa bảo chúng ta trong nghề nghiệp của mình chúng ta đưa đến cho chúa các linh hồn người đánh cá thì chúa bảo ta sẽ làm cho con trở thành kẻ trải lưới người người làm công ăn việc làm hàng ngày thì ngài bảo ta sẽ bảo làm cho con trở thành những người đem người khác đến những người ca hát ở trong thánh đường con sẽ đem đến cho ta những con người bằng lời ca tiếng hát những người cộng sự trong một cộng đoàn con sẽ đến đem đến cho ta những cộng sự viên những người dần thân trong sự nghiệp tông đồ amen